Chào quý vị các bạn nhé. Đây là chợ cây cảnh ở ngoài khu triển lãm Sinh vật cảnh Hà Nội. Chỗ cây này là mấy anh em tập trung cây ở đây nhé. Cây của anh An này, như Trường, anh Ninh này, mấy anh em tập trung cây ở đây. Và trong mấy năm gần đây thì cái ranh giới giữa cây triển lãm và cây ngoài chợ hầu như không còn nữa. Những cây mua ở ngoài chợ thì được mang vào trưng bày ở trong triển lãm. Và đặc biệt cả những cây được giải vàng ở trong triển lãm thì đợt này anh An cũng mang ra khu chợ để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Và cũng có rất nhiều những hàng mới, liên tục có những cái hàng mới, do cái số lượng anh An giao lưu rất là nhiều, lượng ra lượng vào rất là nhiều nên liên tục có những cái hàng mới để chia sẻ tới quý vị các bạn nhé. Chủ trương của anh An là bán nhiều, bán nhiều, mỗi cây chỉ 500 đến 1 triệu thôi, nhưng mà bán nhiều cây trong một tháng thì cũng có cái công khá là lớn nhá. Đấy, chủ trương của An và mấy anh em Trường Ninh là như vậy. Ở đây những cây nó vừa vừa này. Đấy, trong kia thì có những cả những siêu phẩm đạt giải vàng nhá. Cây sung rất đẹp này. Còn đây cho xin báo giá là 5 triệu nhá. 5 triệu cây sung này nhá. Một cây sung rất là xuất sắc, làm côn như thế này đẹp như này. Bên trong kia có một cái si nhỏ nhỏ hay này. Rồi, này hay nhỉ. Sao hay kích thước nha. Vanh của nó phải đến trên 30 nhỉ. Vâng. Sao xanh quá trời nước nhá. Làm rất là kỹ nhá. Vâng. Từng vi ạ. Từng vi nhá. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 3 triệu ạ. 3 triệu cây từng vi nhá. Nói chung là nhiều đủ nhiều loại phụ các bác nhá. Si này, si màu út đẹp này. Anh Minh ơi, bao nhiêu này đây rồi? 8 triệu một cây si rất là già nhé. Già cụ rồi. Đấy, nó nu, nó nhăn nhèo như thế này. Chân đế đẹp nhé. Thì bên trong kia có một cây si cũng rất là đẹp các bác. Anh em mà yêu mến thì cứ liên hệ trực tiếp anh An hoặc là anh Trường, anh Ninh nhé. Mấy anh em đều là bày cây ở đây. Cháu vừa mua này chú ạ. Một cây xanh, xanh Nam Điền, hầm hố. Cái chỗ là chỗ 60 nhá. Chỗ đường kính 60 mà nó gần kín chậu. Những cái đường chuyển của thân này nó rất là có những cái nét độc đáo, đường chuyển hay này. Thân nù sụn này. Và những cái vết này nó bo hết rồi các bác nhé. Bác xem nhé. Cây hàng sạch nhé, không có sẹo lớn nhá. Nói chung là giật được vài cút nha, rất là dễ làm. Cây này nuôi thêm vài năm nữa nó còn biến, nó còn đẹp hơn nhé. Chất xanh Nam Điền các bác nhá. Xem lá xanh Nam Điền này. Xanh Nam Điền nhá. Cây này giao lưu thì bao nhiêu? Nhan nhỉ. Thế này cho báo giá 140 triệu. 140 triệu cây xanh này nhá. Xanh thế này, xanh ôm đá. Tác phẩm rất nghệ thuật. Cây này thì vào nhiều nghệ nhân có thể đặt cho cái tên rất là hay này, nó rất là độc đáo. Các bác cứ mua về xong đặt tên cây nhá. Tạm thời nó chỉ là một cái cây xanh ôm đá. Dăm được làm khá là kỹ. Đấy, cái xanh quê ạ. Xanh quê nhưng mà chất lá cực đẹp và dầm cực là dày. Cái này bao nhiêu tiền này? Ngàn cái này là giá là 85 triệu. 85 triệu cái này nhá. Xanh Nam Điền. Ủa cái này nhìn bộ dầm sướng nhỉ. Bác xem nhá. Dầm được ép mỏng rất là đẹp nhá. Hàng đẳng cấp. Mịn. Và cái này cũng là hàng sạch nhá, không có sẹo. Chân đế đẹp. Cây này mà vào triển lãm các bác cũng hiếm gặp những cây như này nhé. Cây này bao tiền này? 45 triệu ạ. 45 triệu cây xanh Nam Điền này nhé. Quê là trong mấy mùa? Cây xanh nhé, xanh quê. Nhưng nó cũng là hàng đẹp. Nó sẽ nhìn thấy những cái nương ồ sụn này. Xanh quê mà có những cái nu như này là hiếm.
bởi vì xanh quê nó rất là lâu già, chất lá cũng đẹp quá nhé, nó cũng hơi quăn quăn đó, như Nam Điền ấy. Lá dày hơi quăn như Nam Điền thì các bác nhé. À, nhưng xin mặt trước này này, nhiều anh em mà mới chơi mà nhìn cây này có thể nhầm với xanh Nam Điền. Và điều quan trọng là nó nu và đẹp. Còn 120 triệu nhá. 120 triệu cây này nhé. Cây này là cây gần hoàn thiện rồi nhá. À. Chỉ cành vẽ đẹp nhé, rồi vẽ rất là đẹp. Cháu vừa mua con xanh này, cháu quay giúp cho anh. Anh quê. Cây này bông dăm làm đẹp nhỉ. Nó xem nhá. Trần đế kín chậu, dễ tràn chậu nhé. Ba thân. Còn đấy là 220 triệu. 220 triệu. Cây là cây hoàn thiện. Còn này nó là hàng đẹp rồi luôn. Cháu vừa mua. Si này. 45 triệu cái xin này nhé. Bác xem mà búp này. Không rụt gì, không rụt ạ. Con này dăm cũng rụt nhỉ. À. Dăm rất là mịn. Cái này làm theo chuẩn quốc tế thôi. À. Tán tự nhiên. Xì ra báo. Đấy, khay mỏng đẹp quá nhé. Bác mà thích chơi theo phong cách quốc tế thì chơi cây này. Cây rất là đẹp, lùn lực, tán tự nhiên. 66 triệu. 66 triệu cây IC này nhá. Cũng được chia những bông nhỏ các bác nhá. Nhưng mà tổng tán là hình một cái ô rất là tự nhiên. Quá chất luôn. Siêu phẩm để trải vàng đây. Cũng có mặt tại khu thương mại của triển lãm cây cảnh Hà Nội. Các bác xem nhá. Dăm nó như thế này. Rất nhiều siêu phẩm của tương lai. Anh Tuấn làm cây đây anh Tuấn ơi. Đây là mấy anh em chủ yếu là đang đi tìm cái đồ nó vào màu. Anh Tuấn ngắm được cây nào chưa? Chưa ngắm được, ngoài lúc nãy mới mua được 4 cây ngoài kia thôi. Cái này sống. Nghe danh chú Tuấn là cháu biết rồi. Danh thì Tuấn thầy chùa. Hôm nào mấy anh em xuống vườn anh chơi chuyến nhá, anh Tuấn nhá. Vâng, mời anh em xuống vườn chơi. Anh Tuấn thì rất là xanh về xanh rồi. Từng là Hán anh chơi nhiều nhỉ? Vâng, là Hán thì em để trong thanh hóa nhiều. Cây xanh ba vai khá là đẹp các bác nhá. Cây này tương lai sẽ là rực rỡ đấy. Cây này cũng được vài cút rồi. Xanh Nam Điền xịn nhá. Vành chỗ này cũng được 88. 88 à? À, vành lớn đấy chứ. Không khí ở chợ thì cũng rất là tấp nập. Các anh em đi chợ rất là đông. Cứ đến chợ là có niềm vui. Anh em giao lưu với nhau. Vừa lọc vào đây ra đây. À con này hay nhỉ. À vừa lọc ra đấy. Trực núi các bác nhá. À người thì 9 người hỏi giá. À. Cho cái báo giá tham khảo nhá. Rồi. 130 triệu. 130 triệu cây xanh trực núi này nhá. Cái vành của nó là 120, chiều cao là 40. Rồi, cài nước ra. Cây này đúng là khó kiếm nhỉ. À. Mà cây này cũng là hàng sạch các bác nhé. Những cái sẹo của nó nhỏ các bác nhé. Ồ, nhìn chiều nào đẹp, nhìn chiều này sướng nhỉ. À. Nhìn này ai mà chẳng mê. Nói chung là cái hàng này thì cháu phải nói là ai thích. Thế nhưng mà có ai dám xuống tiền hay không thì là một chuyện khác. Gần như ở chợ là cây số 1, không có cây số 2. Trong cái đợt này thì tôi cũng đi lướt qua ở chợ. Và những cây này thì đúng là... Làm gì có cây thứ hai chú? Khó có cây sánh kịp. À, nếu mà nói về trực núi ấy, còn thì nhiều cây, nhiều tiền hơn, đẹp hơn. Nhưng mà để về trực núi phôi thì mình thấy nó là số 1. Ở trong cái chợ hôm nay làm gì khó. Các bác anh em cân nhắc để mang cái này về nhé. Hàng cực kỳ hiếm. Số 1 ở chợ.
Hôm nay sắp xong rồi chú ạ. Xanh. Cái này cũng là ba vai, à cái này còn hoàn thiện rồi, nó lọc răm ra đẹp nhỉ. Vâng. Cây này là có lẽ là cây tán tầng phá, nó già nhỉ. Vâng. Nó đẹp chứ. Cổ ngọn có, cái này xong thì nhanh thôi nhỉ. Quay. Cả những cây xanh nằm thân nhé, hoàn thiện nhé. Xanh. Ba thân. Nhỉ, yeah, cái này cũng cần hoàn thiện đấy chứ. Một số chỗ làm răm được rồi. Đấy, cao bằng cái chai thôi. Cái này bao nhiêu tiền này? Hôm nay là 26 triệu chú ạ. 26 triệu cái này nhé. Một phút liên lạc không đồng ghép mà khá già đấy. Cây zin không đồng ghép. Xanh nằm điền nhé, các bác xem này. Màu lá này. Giá cũng hợp lý. Rất là nhiều cây chất lượng các bác nhé. Các bác cứ đến tham quan gian hàng của mấy anh em, cực kỳ chất lượng và sức mà lựa chọn như một triển lãm nho nhỏ luôn. Bác xem lướt qua một chút nhá. Cái này cũng mới nhập vườn à? Vâng, do mới mùa. Cái này cái tấn tầng phá này các bác nhá. Thế nào thì các bác liên hệ nhá. Còn này cho không có giá. Bác xem lướt qua cảm thấy yêu mến thì liên hệ với anh An để tham khảo giá nhá. Và có thể đến trực tiếp gian hàng của mấy anh em để giao lưu, xem cây. Mai chú Thủy nhá. Tùng La Hán này. Cây mộc này. Xanh quê này. Ổi này. Đây, cây này tương lai sẽ là một siêu phẩm. Cái này của anh Đình nhé chú nhé. Anh ấy đang báo giá là 50 triệu đấy. 50 triệu cốt xanh năm điền này nhé. Già cụ để các bác xem này. Cây này cũng được vài cút rồi nhé. Các cây số chính có đây này. Của ngọn có rồi này. Chân đấy đẹp. Già kinh điển này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Bác nào quan tâm với tác phẩm nào thì liên hệ con ở gần thì đến xem thực tế để mà tham quan giao lưu chia sẻ. Cảm ơn các bác nhé.